Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, dưới tác động của gió đông yếu nâng lên phía Bắc, lúc này ở Bắc Bộ trời nhiều mây, riêng vùng ven biển có mưa, mưa rào. Các nơi khác của miền Bắc thì có sương mù và sương mù nhẹ. Cùng với đó là nhiệt độ toàn vùng thấp dưới 25 độ, trời mát mẻ. Từ trưa và chiều khi mưa giảm, mây cũng mỏng đi và trời có nắng, nhưng cường độ nắng không mạnh nên nhiệt độ ngày hôm nay ở khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ không cao, dao động trong khoảng từ 28 đến 30 độ. Với khu vực phía Tây Bắc Bộ thì nắng xuất hiện sớm hơn, cường độ nắng cũng mạnh hơn nên nhiệt độ cao hơn ở phía Đông, dao động từ 29 đến 31 độ. Gió đông yếu đi, mưa ở miền Trung cũng giảm dần. Trong sáng nay, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình còn mây nhiều, có mưa và mưa rào ở vùng ven biển. Nhưng đến trưa và chiều, ở các tỉnh phía Bắc miền Trung, mưa cũng giảm đi, một số nơi có nắng nhẹ trở lại. Nền nhiệt ngày hôm nay ở đây sẽ tăng lên ngưỡng từ 26 đến 29 độ. Trong khi ở khu vực các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận không còn chịu ảnh hưởng của thành phần gió đông nữa, nên nắng xuất hiện sớm hơn, nhiệt độ ngày hôm nay cũng cao hơn. Vùng từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi nhiệt độ dao động từ 30 đến 32 độ. Khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận nhiệt độ từ 32 đến 34 độ. Ở phía Nam, dưới tác động của rãnh thấp xích đạo nên trong ngày hôm nay, Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Những cơn mưa sẽ xuất hiện bất chợt trong ngày, khiến cho nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Nam không cao. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ phổ biến từ 27 đến 30 độ, ở Nam Bộ là từ 29 đến 32 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Trên biển, trong đêm nay và ngày mai, ở vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, khu vực phía Nam, vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa chỉ từ 4 đến 10 km trong mưa và trong cơn dông vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm. Trong khi đó, ở khu vực huyện đảo Trường Sa chỉ có mưa ở một vài nơi, tầm nhìn xa thoáng đãng trên 10 km, gió nhẹ. Sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.